Trại Cá Kiển Tây Minh mến chào quý anh chị các bạn. Trong tuần này nhân ngày lễ 30 tháng 4, 1 tháng 5, bên trại có chương trình khuyến mãi đặc biệt dành cho anh chị các bạn mới tập nuôi một số dòng cá bảy màu hoặc là mình đang cần tìm cá giống về cho sinh sản thì có thể xem trong video này để đặt hàng. Hôm nay thì khuyến mãi tất cả những dòng thường sẽ đồng giá 50.000 một cặp, còn tất cả những dòng ribbon sẽ đồng giá 100.000 một cặp. Cô chú anh chị các bạn yêu thích những dòng cá bảy màu đơn sắc, đa sắc, những dòng thường và một số dòng ribbon thì có thể xem trong video này để đặt hàng. Rồi bây giờ chúng ta cùng xem chi tiết từng loại để anh chị các bạn ở tỉnh có thể lựa chọn. Đơn hàng trên 400.000 thì có nhận ship tỉnh. Trong khu vực thành phố Hồ Chí Minh mua bao nhiêu cũng được, sẽ có nhân viên giao quà thu tiền phí và tiền cá. Còn cái khu bên đây là khoảng hơn 500 cái khay các bạn. Rồi bây giờ chúng ta cùng xem chi tiết của tất cả các dòng cá bảy màu để đặt hàng nha các bạn. Những ngày lễ thì anh chị các bạn làm gì chứ ở nhà? Mình đang vớt Atimi cho cá ăn. Cái này là Atimi sinh khói, mình nuôi nó lớn lớn một xíu cho nó lên nhìn đỏ đỏ các bạn. Nhìn đỏ đỏ ăn nó thì nó sẽ dinh dưỡng cao hơn. Còn Atimi mà dạng nhỏ thì có thể cho cá bột. Sau gần một tiếng đồng hồ hai anh em bắt được bao nhiêu cá đây? Anh chị các bạn, cái này mình quay mình để từng loại. Bắt được số lượng bao nhiêu đây? Cái này mình lựa ra các bạn, mình lựa ra cho nó dễ nhìn. Đây. Ngày lễ thì ở nhà anh em đang bán cá. Anh chị các bạn yêu thích một số dòng cá bảy màu, mình có để từng loại như thế này thì nó rất là dễ nhìn luôn, nhìn rất là thực tế. Cô chú anh chị các bạn ở tỉnh hoặc là trong khu vực thành phố Hồ Chí Minh, lúc nào rảnh thì có thể ghé qua bên trại để lựa một số dòng cá bảy màu. Rồi bây giờ mình sẽ đọc chi tiết, anh chị các bạn chú ý mình thuyết minh nha, để mình nhớ cái tên cá, chứ mình không có ghi, quay thế này thì không có ghi cái tên trên màn hình được, cho nên nó hơi khó nghe tí. Dòng đầu tiên là dòng coi Genier. Coi Red Genier này cũng nếu mà không ghi bông á, anh chị các bạn lưu ý là không ghi bông thì chỉ có 50.000 một cặp thôi. Coi đỏ Genier, anh chị các bạn thích hợp phong thủy màu đỏ thì có thể chọn những con này, chỉ có 50.000 một cặp. Sau đó tới dòng coi đen. Coi đen này cũng đồng giá 50.000 một cặp. Đặc biệt của dòng coi đen này là dòng dạng sọt. Anh chị các bạn thích những con tròn tròn, ngắn ngắn, dễ thương thì cũng có thể chọn dòng view coi này. Dòng view coi thì cũng đồng giá 50.000 một cặp. Mình sẽ quay sơ tất cả các loại. Tiếp theo sẽ là dòng rồng. Rồng thì có rồng tím, rồng đỏ, rồi rồng đỏ Indo, rồi rồng đỏ thường, rồi rồng xanh Indo. Còn cái dòng hiện tại là dòng rồng tím. Đồng sao thì ghi như vậy nha các bạn. Mình đồng sao thì anh chị các bạn nhắn tin qua cứ y như vậy. Còn dòng hiện tại là dòng rồng xanh Indo. Cái này là rồng xanh Indo. Anh chị các bạn thích những con bản nuôi to, nuôi cho top view hoặc là mình nuôi trong thùng xốp nó đều đẹp, hoặc là rồng đỏ Indo như thế này thì cũng có giá 50.000 một cặp thôi. Những con rồng đỏ đuôi tia, bản đuôi to nuôi trong hồ kiến rất là đẹp của dòng rồng đỏ Indo này. Để mình bắt một con lên thử cho anh chị các bạn nhìn cái bộ đuôi của cá. Tiếp theo sẽ là dòng Dumbo màu sắc cũng 50.000 một cặp thôi các bạn. Thích những con tai bơi to, đuôi to thì có thể chọn dòng này. Ngoài ra thì hợp phong thủy những màu đơn sắc thì có thể chọn dòng này, dòng HP Lu màu xanh đó các bạn, để vô hồ kiến thì nó ánh lên xanh nhìn rất là hay. Rồi tiếp theo sẽ là dòng Full Red Big Blue Size, Full Red vây lưng tròn. Cô chú anh chị các bạn yêu thích một số dòng cá bảy màu, nhớ đặt hàng nhắn tin trực tiếp qua số điện thoại, đừng có nhắn qua Zalo hoặc là Facebook nha các bạn. Ngoài ra thì nếu mà mình hợp phong thủy màu đen thì mình cũng có thể chọn dòng Full Red. Còn thích màu xanh trên đầu có nền đen thì có thể chọn dòng này, dòng Lưu Tặc Răng. Lưu Tặc Răng thì màu xanh rất là đậm luôn các bạn. Tất cả những loại mà không ghi bông thì chỉ có 50.000 một cặp khuyến mãi. Còn thời gian khuyến mãi thì mình sẽ để dưới phần mô tả. Thường những dòng Lutobat thì nó ánh xanh lên rất là đẹp. Còn nuôi về dòng này thì mình nuôi theo phong nền. Nền đen thì nó sẽ đẹp hơn là nền trắng các bạn. Lutobat nó full hay tai bơi có màu luôn, nhìn rất là hay. Ngoài ra anh chị các bạn thích một số dòng cá bảy màu mà nó ra hai loại, dòng mắt đỏ và dòng mắt đen. Nhưng dòng vé lô King Cup ra này
thì nó ra hai loại dòng mắt đỏ đây các bạn. Mắt đỏ thì nó có cái nền vàng nhiều hơn. Con nào lợt quá thì nó ra màu xanh lá mạ. Đuôi của con nào cũng to tròn hết. Anh chị các bạn nuôi mà thả trong hồ kính thì những con này nó sẽ đẹp hơn. Tiếp theo sẽ là dòng Lugat. Anh chị các bạn thích những con bản đuôi to thì có thể chọn con này. Dòng Lugat, những con này thì thả vô hồ kính nó rất là đẹp các bạn. Nó hiện màu xanh lên. Thời gian qua thì được rất là nhiều anh chị các bạn yêu thích dòng này, dòng Dumbo Red Tie. Dumbo Red Tie Hắc Moon. Những con này là bản đuôi to, tai bơi nó phủ hơn nửa người các bạn. Thì trong chương trình khuyến mãi trong tuần này thì cũng đồng giá 50.000 một cặp của tất cả các loại dòng cá bảy màu này. Bây giờ tới dòng 100.000 một cặp của dòng Ribbon. Đầu tiên sẽ là dòng xanh Indo Ribbon. Rồng xanh Duty các bạn. Những con này thì thả vô hồ kính thì nó sẽ đẹp hơn, tại nó sẽ show lên được cái bộ đuôi to của nó. Còn dòng này thì dòng Full Red Ribbon. Cô chú anh chị các bạn họp phong thủy màu đỏ thì có thể chọn dòng này, dòng Full Red Ribbon 100.000 một cặp. Rồng xanh Indo cũng 100.000 một cặp. Rồi tiếp theo mình sẽ quay những loại mà 100.000 để anh chị các bạn xem. Tiếp theo sẽ là dòng Dumbo Red Tie Ribbon. Trong tuần này thì chỉ có 100.000 một cặp khuyến mãi trong dịp lễ. Còn thời gian thì mình sẽ để ở dưới phần mô tả. Cô chú anh chị các bạn thích dòng nào thì có thể chọn dòng đó. Còn đầu tiên sẽ là dòng Dumbo Red Tie Ribbon. Anh chị các bạn chú ý nghe mình thuyết minh chứ mình không có để cái tên cá lên cái màn hình. Nhiều khi nhắn tin sai sai cái tên qua là sai luôn cả con cá luôn các bạn. Tiếp theo sẽ là dòng Yellow King Cobra Ribbon Cibalo thì cũng đồng giá 100.000 một cặp. Anh chị các bạn phong thủy màu đỏ thích những con tròn tròn ngắn ngắn dễ thương thì có thể chọn dòng này. Coi đen Super Short Ribbon cũng đồng giá 100.000 một cặp. Coi đen Super Short Ribbon. Vừa rồi là dòng coi đen, còn bây giờ là tới dòng coi đỏ, phin đỏ cũng 100.000 một cặp trong tuần này. Cô chú anh chị các bạn hợp phong thủy màu nào thì chọn màu đó, hoặc là mình đang tìm cá giống về cho sinh sản thì có thể nhắn tin trực tiếp những cái tên cá, số lượng, tên, địa chỉ của anh chị các bạn qua số điện thoại. Anh chị các bạn thích những con tai bơi bướm thì cũng có thể chọn dòng này. Dòng Full Gold Ribbon. Những con này là full vải hết các bạn, full lớp vải metallic dày. Tiếp theo sẽ là dòng Yellow King Cobra Ribbon phin xê tai bơi bướm. Trong tuần này cũng đồng giá 100.000 một cặp. Phin dài tới đích. Trong khu vực thành phố Hồ Chí Minh sẽ có nhân viên giao qua thu tiền phí và tiền cá. Còn ở tỉnh thì lưu ý cho mình. Ở tỉnh thì hình thức là phải chuyển khoản trước. Đơn hàng trên 400.000 là có nhận ship tỉnh. Thường thì bên trại là không có nhận ship con, không có nhận cọc. Anh chị các bạn đặt hàng thì phải chuyển khoản trước cho mình. Dòng Lugard Ribbon Pin C. Tiếp theo sẽ là dòng Dumbo Red Tie nhưng mà nó ra dạng view á các bạn. Nó ra giống như con Full Red của mình nhưng mà nó là của dòng Dumbo Red Tie. Những dòng này là dòng lạ, hồi trước mình cũng có quay lên YouTube một lần rồi. Vừa rồi là dòng coi đen sọt, còn bây giờ là dòng view coi. Anh chị các bạn thích những con phin đỏ của dòng view coi sọt. Dòng coi đỏ mà mắt đen thì có thể chọn dòng này. Đặc biệt là nó có ribbon. Con nào cũng về cho sinh sản liền. Cô chú anh chị các bạn để ý, cái đít nó đen như thế này là nó tới đẻ hết rồi các bạn. Nó có con trong bụng. Những con này da rắn trên người nhìn rất là hay. Dòng Lugard. Còn cái dòng này là đồng giá 50.000 một cặp các bạn. Tại vì những con này thường là quay trong hồ kiến thì nó sẽ đẹp hơn. Hoặc là anh chị các bạn nuôi trong hồ kiến thì nhìn nó sẽ hay hơn. Lutobat Vinci rất là đẹp. Anh chị các bạn đang tìm cá giống thì cũng có thể chọn dòng này. Trong tuần này chỉ có 100.000 một cặp thôi các bạn. Rồi mình sẽ quay sơ lại để anh chị các bạn xem. Vào thứ tư mỗi tuần thì bên trại up lên video của cá beta phần mới. Cô chú anh chị các bạn yêu thích những dòng cá beta trắng vàng đỏ cam tím đen thì có thể xem trong video vào thứ tư hàng tuần.
Còn bên trại thì có chương trình khuyến mãi đặc biệt của cá chép combo 600 hoặc là combo 800 900 ngàn, gồm có 9 con. Còn hôm nay thì đang khuyến mãi của dòng cá bảy màu nhân dịp lễ 30 tháng 4 1 tháng 5. Bên trại thì có rất là nhiều thức ăn như trùng huyết, trùng chỉ, bo bo, lăng quăng, cám hoặc là atimi. Anh chị các bạn thích một số dòng cá beta, cá bảy màu thì có thể qua bên trại để lựa. Còn cái này là đang khuyến mãi của tất cả các dòng cá không ri bông thì sẽ đồng giá 50.000 một cặp, còn ri bông thì 100.000 một cặp. Rồi, cảm ơn tất cả anh chị các bạn đã đồng hành ủng hộ xuyên suốt thời gian qua. Mến chúc quý anh chị các bạn có những phút giây vui vẻ và hạnh phúc nhất trong cuộc sống. Hẹn gặp lại ở những video tiếp theo. Cô chú anh chị các bạn yêu thích một số dòng cá cảnh, đừng có quên đăng ký kênh. Khi đăng ký kênh xong, tất cả những video bên trại up lên YouTube nó đều báo để cô chú anh chị các bạn có thể tham khảo đặt hàng. Rồi, hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.